phát triển bản thân. Tôi chia sẻ bằng chủ đề những thành tựu Nick Vujicic đạt được. Thì như các bạn, rất nhiều video tôi có đề cập đến nhân vật Nick Vujicic. Anh ta sinh ra không có tay và không có chân, anh ta người Australia. Thì hiện giờ anh ta đang điều hành ba công ty, anh ta đang ở Mỹ rồi. Thì anh ta đã có vợ và bốn đứa con. Các bạn tưởng tượng người khuyết tật mà bốn đứa con là một kỳ tích các bạn. Người thường bây giờ là hai đứa con người ta đã quải rồi, nhưng mà nếu biết là bốn đứa con. Và anh ta đến Việt Nam hai lần nói chuyện truyền cảm hứng cho đại sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, và anh ta nói chuyện truyền cảm hứng trên khắp thế giới, để cống hiến cho những người khuyết tật, những người thế yếu xã hội, những người đang không có cái động lực cuộc sống và truyền cảm hứng hay nhất thế giới. Thì hy vọng rằng cái nhiều video tôi có nói về Nick Vujicic, Nick Vujicic là cái người trầm cảm số 1, Nick Vujicic đã vượt qua những khó khăn như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn Nick Vujicic những thành tựu của anh. Và chúng ta bắt đầu không ạ? Thì các bạn biết á, Nick Vujicic là người đàn ông không tay chân, đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới với nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan của mình. Thì anh sinh ra với hội chứng là Tetra-Amelia bẩm sinh, Nick không có tứ chi, chỉ có mặt bằng chân nhỏ với hai ngón chân. Tuy nhiên bất chấp những khó khăn khủng khiếp đó, anh đã vượt qua mọi rào cản để đạt được những thành tựu phi thường trong cuộc sống. Khó khăn này là khủng khiếp chứ không phải to lớn các bạn. Nick Vujicic biểu tượng của nghị lực và niềm hy vọng. Thì thành tựu về mặt học vấn, anh tốt nghiệp đại học cử nhân kế toán và kế hoạch tài chính. Tự học cách để sử dụng máy tính bằng cách gõ bằng hai ngón chân và trở thành diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng, đúng không ạ? Tốt nghiệp đại học rồi gõ được máy tính, các bạn thấy dữ dằn. Thì anh là nhà diễn giả truyền cảm hứng quốc tế, đã chia sẻ câu chuyện của mình với hơn 3 triệu người ở 50 quốc gia. Và anh có các quyển sách các bạn, Cuộc sống là không giới hạn, Lòng biết ơn, rất nhiều bạn. Những quyển sách anh viết đều truyền cảm hứng và xúc động, đầy xúc động. Anh sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Live Without Limit, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho những người khuyết tật và đối mặt với nghịch cảnh, người thế yếu xã hội các bạn. Thì thành tựu về mặt cá nhân, anh kết hôn với Kamizahara, một người phụ nữ xinh đẹp, có một gia đình hạnh phúc với bốn đứa con. Các bạn tưởng tượng các bạn, có một gia đình và bốn đứa con, các bạn tưởng tượng. Và anh nhảy dù được các bạn. Với nếu mà nói về Nick Vujicic là rất nhiều bút mực nói về anh. Các bạn lưu ý điều này. Và đây tôi muốn gửi đến những bạn bị trầm cảm đó, hãy lấy tấm gương Nick Vujicic. Một người sinh ra anh có thể dùng cái từ là anh là bị trầm cảm số 1 thế giới, vì cha mẹ anh lại chọn anh học cái trường của người bình thường. Mà các bạn biết rồi, những đứa trẻ mà bình thường thì gặp Nick Vujicic là nó chọc tha hồ, chọc thoải mái, nó không biết rằng mỗi lời chọc nó là một cái nhát dao, một cái nắm muối sát vào tim của Nick Vujicic. Thì hồi nhỏ là anh có nhiều lần suýt tự sát vì anh cảm thấy cuộc đời anh nó đi vòng ngõ cụt. Nhưng mà cuối cùng anh tìm ra ánh sáng, anh nghĩ rằng Chúa tạo anh ra là anh có một sứ mệnh nào đó. Và cuối cùng anh xác định là phải mang hạnh phúc đến cuộc đời này, giúp người khác thay đổi số phận, giúp người khác có động lực để vươn lên. Thành tựu vĩ đại nhất nếu Vujicic chính là khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Bằng câu chuyện của mình, anh đã chứng minh rằng không có gì là không thể. Các bạn nhớ là không có gì là không thể, các bạn lưu ý không bạn? Không có gì là không thể nếu chúng ta có đủ nghị lực và niềm tin. Những thành tựu kể trên Nick Vujicic còn